Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tuyến đường nối liền vùng Tây Nguyên rộng lớn với trung tâm miền Đông, quốc lộ 20 được biết đến với nhiều đèo dốc quanh co khúc khỉu, mang đến không ít thử thách cho tài xế. Trong số đó, đèo Bảo Lộc nằm trên địa phận huyện Đạ Oai, dài khoảng 10 cây số, được coi là hiệp trở nhất. Nhưng điều khiến người ta lạnh lưng khi vượt qua đèo Bảo Lộc không phải là những con dốc thăm thẳm hay vực sâu bên cạnh, mà là hình ảnh ám ảnh của ba cô gái trẻ thường xuyên xuất hiện ở lưng chừng đèo. Tại một khúc cua hình chữ C rất nguy hiểm, họ vẫn đứng đợi xe giống như những bóng ma giữa sương mù. Câu chuyện về họ khiến không ít tài xế phải dùng mình bởi những cô gái ấy đã tử nạn trong một vụ tai nạn thảm khốc nhiều năm về trước. Sự xuất hiện bất thường của họ trên con đường này đã khiến cho nhiều người, nhất là cánh tài xế chạy đường dài, cảm thấy bất an và nghi ngờ. Ai sẽ là người tiếp theo thấy họ? Liệu có phải họ đang tìm kiếm điều gì chưa hoàn tất hay chỉ đơn giản là những linh hồn lạc lối? Chi tiết về câu chuyện kỳ bí này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quốc lộ 20 là tuyến đường độc đạo nối thành phố Hồ Chí Minh với cao nguyên Lang Biang, cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Muốn đến phố Hoa Đà Lạt, Đầu tiên phải đi qua đèo Bảo Lộc, còn gọi là đèo Blau theo tiếng Cờ Ho, dài 10 km. Tiếp theo là vượt đèo Pren. Đèo Bảo Lộc là ranh giới giữa địa phận thành phố mới Bảo Lộc được lên hạng năm 2010 và huyện Đạ Huai. Với cánh tài xế miền Đông thì hãi nhất là phải vượt qua những khúc cua tay áo trên đèo Bảo Lộc, một bên là núi Lubu theo tiếng gọi của dân địa phương, toàn hoa tím của núi rừng và màu xanh ngút ngàn của hoa chuối và cây cổ thụ bên kia là vực thẳm. Thế nhưng điều họ vẫn sợ nhất là đi vào ban đêm khi gặp lời đồn thổi về ba thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc buông dài, mặc đồ trắng, đứng vẫy xe. Điều này giống như lời nguyền của những người thích hư cấu khi tạo dựng một câu chuyện y hệt trên đèo Pren khi chúng ta đi ngang qua biệt điện Trần Lệ Xuân. Nhớ lúc dừng nghỉ dưới chân đèo Bảo Lộc ở một quán nước ven đường sau khi vượt qua đèo chuối, chúng tôi đã được nghe bà Hằng, một người dân địa phương ở thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoài kể rằng, cách đây đã lâu, có ba cô gái trẻ tên là Loan, Hòa và Thảo, nhà ở thành phố Đà Lạt, nhưng lại là sinh viên đang theo học dưới Sài Gòn, rủ nhau về quê. Khi đang chạy xe vượt qua đèo từ hướng thị trấn Đạm Ri lên Bảo Lộc, thì một tai nạn thương tâm đã xảy ra. Chiếc xe gắn máy chở ba cô gái đã mất lái, lao xuống vực sâu ngàn mét ở một khúc cua giữa lưng chừng đèo, sát bên chân núi Lubu có vách đá thẳng đứng, rồi vỡ tan. Kết quả của tai nạn thảm khốc đó là chiếc xe và ba cô gái ấy đều tan nát, không tìm được xác. Dù gia đình đã cố gắng tìm kiếm cả tháng trời, thuê hàng chục người dân địa phương trong vùng đi tìm kiếm. Vậy nhưng, vì quá thương xót cho những cô gái trẻ ấy, thân nhân của họ vẫn quyết định làm ba nấm mồ ở gần vị trí xảy ra tai nạn để cúng viếng linh hồn của những người xấu số. Câu chuyện chỉ có vậy thì sẽ không có gì đáng nói nếu sau khi ba cô gái chết được khoảng hơn một tháng, tại chính nơi đó tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác nữa lần này là một chiếc xe chở khách du lịch hướng theo chiều ngược lại từ thành phố bảo lộc về xuôi khi đến đoạn cua trên chiếc xe cũng mất lái và lao xuống vực sâu nhưng may mắn thay trong tai nạn đó lại có bốn người thoát chết đó là một thanh niên và ba cô gái trẻ người thanh niên thì bị thương rất nặng còn ba người con gái kia chỉ xây sát và chàng trai ấy đã được ba cô gái kia dìu lên trên sườn dốc gần phía đường quốc lộ cả bốn người đều bảo với nhau sẽ cố gắng để vượt lên dù quãng đường từ chỗ chiếc xe bị nạn tới mặt đường quốc lộ là khá xa lại dốc cao treo leo thế nhưng do tất cả cùng quyết tâm nên cuối cùng cả nhóm đã lên tới đường lớn đó cũng là lúc chàng trai vì quá mệt nên ngất đi không biết gì nữa khi tỉnh dậy chàng mới biết mình đã ở trong bệnh viện đa khoa bảo lộc hỏi một số người xung quanh về vụ tai nạn và ba người bạn may mắn sống sót cùng mình chàng được mọi người cho biết chuyến xe đó chỉ có duy nhất mình anh sống sót mà thôi họ không biết ba cô gái kia là ai cả không tin đó là sự thật bởi chàng trai chắc chắn có ba cô sinh viên đã dìu chàng từ dưới vực lên mặt đường nên chàng gặng hỏi lại còn miêu tả chi tiết về ba cô gái đó đó là ba người tóc dài còn rất trẻ lại mặc áo trắng nữa nghe đến đây ai nấy đều hãi hùng bởi đặc điểm nhận dạng của chàng trai khi miêu tả về ba cô gái đó cũng chính là ba nạn nhân đã chết thảm khốc ở khúc cua đấy cách đó chừng một tháng trời. Nhưng không chỉ có chàng thanh niên đó gặp được ba cô gái đáng thương kia mà còn có một số tài xế xe khách của các hãng xe như Phương Trang hay Thành Bưởi chạy tuyến đường này cũng xác nhận. Họ cũng thường bắt gặp ba cô gái trẻ, tóc dài, mặc áo trắng đứng ở khúc cua lưng chừng đèo vẫy xe xin cho đi theo hướng từ đạm ri lên bảo lộc đặc biệt cả ba cô gái chỉ đứng vẫy xe vào ban đêm mà thôi dưới chân của ba cô còn có cả hành lý sách tay là ba chiếc ba lô nữa thậm chí có tài xế còn nói rằng họ còn thấy bên cạnh mấy chiếc ba lô cả một đống sách vở giáo trình để các cô gái mang về quê học bài nữa tuy nhiên khi xe chạy lại gần thì không thấy ba hành khách đó ở đâu cả chỉ có những tiếng gió như tiếng hú âm u huyền hoặc ngàn năm bí ẩn của đại ngàn mênh mông mà thôi sau đó người dân địa phương bèn lập một chiếc miếu nhỏ để thờ cúng linh hồn của ba cô gái mong cho các cô sớm siêu thoát về thế giới bên kia sau này nhiều người khác ở các nơi tới phúng viếng quyên góp nên chiếc miếu nhỏ đã được nâng cấp thành một ngôi chùa nhưng lại phảng phất nét kiến trúc của đền và miếu với nhiều sắc màu sặc sỡ cùng một số bức tượng phật thú thực khi nghe kể về câu chuyện nhuốm màu liêu trai kỳ dị ấy, chúng tôi cũng thấy lạnh lạnh sống lưng khi bắt đầu vượt lên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên khi lên tới đỉnh đèo thì cũng là giữa trưa, trời Tây Nguyên nắng vàng chứa chan rực rỡ, khác với vẻ âm u huyền bí của câu chuyện kia. Dừng lại ở khúc cua có chứa nhiều câu chuyện huyền bí này, chúng tôi đưa máy ảnh lên để chụp vài tấm để làm kỷ niệm, thì bất ngờ có một người phụ nữ chạy lại, xua tay nói với giọng khẩn thiết như van nài. Các chú ơi, xin các chú đừng chụp hình ở đây, ba cô ở đây rất sợ bị chụp hình vì các cô đã thác về bên kia rồi, không muốn bị người khác nhìn thấy. Trước đây nhiều người lên đây cũng có nhìn thấy ba cô, có chụp hình lại, nhưng khi về kiểm tra máy ảnh thì tất cả đều là một màu đen tuyền, không có bất cứ hình ảnh gì nữa. Thú thực, chúng tôi dù chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao, nhưng nếu chụp hình khu vực quanh nơi ba cô gái thường xuất hiện đó, mà đem về nhà thì máy ảnh bị mờ hết đúng là chuyện khó tin không có thật đem chuyện này hỏi bà đặng thị lộc hiện là trụ trì của miếu ba cô này thì được biết đúng là trong quá khứ tại nơi này có xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm ba cô gái trẻ đi hướng từ huyện đạm ri lên bảo lộc bị mất mạng thật nhưng chuyện ba cô gái đó vẫn thường hiện về vẫy xe đêm đêm mà nhiều người đồn thổi là không có cơ sở tôi ở đây đã nhiều năm cũng có nhiều đêm thức đi loanh quanh nhưng chưa bao giờ gặp cô gái nào cả càng không gặp oan hồn người chết bao giờ mấy năm trước nơi này còn có một vụ giết người với một cái xác chết của một cô gái nữa càng khiến câu chuyện trở nên kỳ bí lạ lùng hơn do lời đồn đại của nhiều người dân mê tín tuy nhiên khi công an vào cuộc và đã khám phá ra toàn bộ âm mưu của kẻ thủ ác rồi không có oan hồn nào gây án cả còn về chuyện ba cô gái xấu số bà lộc cũng cho biết sau khi tai nạn xảy ra ít lâu, gia đình các cô ấy đã tìm được thi thể của ba người bị mắc kẹt ở khe núi, đem lên chôn cất ở phía sau miếu kia, chứ không phải bị mất xác như nhiều người kể lại. Một thời gian sau, họ đã tới bốc cất và đem về quê an táng rồi. Ngoài ra, theo ông Trần Tân, trưởng phòng văn hóa thể thao và du lịch huyện Đạ Hoài, đúng là miếu ba cô nằm trên đèo Bảo Lộc trực thuộc quyền quản lý của phòng, nhưng ở đây không hề có oan hồn người chết nào tôi cũng là người dân địa phương sinh sống nhiều năm ở đây nhưng chưa bao giờ gặp những oan hồn như thế